Em xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em Trung Đồ Lính nhá. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để tiện theo dõi những video mới nhất và những sản phẩm mới nhất của em lên cho mọi người xem. Ai yêu ý sản phẩm nào hay yêu thích sản phẩm nào thì hãy gọi điện thoại đến số của em 0378 050 027 để em có thể tư vấn được chính xác hơn cho mọi người nhá. Thì hôm nay thì em sẽ lên cho mọi người một ít mũ, vừa mũ tai bèo, vừa mũ lưỡi chai, vừa mũ tám cạnh nhá. Của hàng này là 100%, nó là hàng chuẩn cấp phát cho quân đội Mỹ. Đây là một cây mũ hàng chuẩn cấp phát quân đội Mỹ của nhà em. Thì hôm nay em sẽ lên chi tiết một vài cái cho mọi người nhá. Ai ưng ý cái nào thì gọi điện cho em để có thể chốt hàng. Rồi, đầu tiên em sẽ lên cho mọi người một chiếc mũ tai bèo. Một chiếc mũ tai bèo thủy quân lục chiến xanh nhá. Hàng thủy quân lục chiến xanh, mũ tai bèo là rất là đẹp. Đây là hàng chuẩn cấp phát cho quân đội nhá, chứ không phải hàng may ngoài. Nó là size Nát regular, à size nát quên. Size nát thì nó sẽ là vòng đầu nó rơi vào tầm 57, 58, 59 độ được nhá. 57, 58, 59 độ được, dây đầy đủ nhá. Đấy, độ mới của nó, cái mũ này, độ mới của cái mũ này thì tầm 97, 98%, gần như mới luôn. Rất là đẹp. Đây là mũ tai bèo. Mũ tai bèo thủy quân lục chiến xanh. Cực kỳ đẹp, độ mới siêu cao nhá. Độ mới cao, không lỗi lầm. 97, 98%, đẹp xuất sắc nhá. Đó. Cái cho to nhỏ mọi người cho cái này. Rất là đẹp. Nó có thêu logo thủy quân lục chiến này. Và trong nó có đệm này. Đệm độ rất là êm đầu nhá. Đó, tem của nó đây ạ. Như cái chiếc mũ này là size nát, vòng đầu 58, 59 này. Sản xuất 2008 đấy. Cực đẹp nhá. Đó, chiếc mũ này siêu đẹp. Cực kỳ xịn, nó là hàng chuẩn cấp phát quân đội Mỹ. Chiếc mũ này giá em bán là 750.000. 750.000 nhá. Đó. Chiếc mũ đầu tiên 750.000. Tiếp theo em sẽ lên cho mọi người một chiếc mũ 8 cạnh này nhá. Một chiếc mũ 8 cạnh. Chiếc mũ 8 cạnh hàng thủy quân lục chiến. Cái này là size medium. Size medium. Đấy, 8 cạnh độ như này. Rất là đẹp, dáng rất là đứng. Độ mới 99%. Những cái mũ này thì thật sự là em đã đều qua lựa chọn hết rồi. Không, nói chung ít lỗi, không có lỗi. Đều lựa chọn sạch đẹp chứ không phải là hàng kiện. Hàng kiện thì nó nhiều loại lắm, thì nó rẻ hơn. Nhưng mà cái này thì em đã qua lựa chọn hết rồi. Đâm ra là sẽ cao hơn bình thường một chút. Nhưng mà được cái là nó sạch đẹp và nó không bị lỗi. Còn cái nào có lỗi em sẽ báo cho mọi người. Còn cái này là không lỗi nhé. Đẹp xuất sắc. Đây là hàng chuẩn cấp phát cho quân đội. Chiếc mũ này là 500.000. 500.000, vòng đầu 57, 58 độ được nhé. Cái này thì bắt buộc là phải đúng vòng đầu. Cái vòng đầu phải đúng 57, 58 là độ vừa nhé. Còn mũ tai bèo thì mình có thể độ rộng một chút cũng được. Ví dụ cái size nát vừa xong thì 56, 57, 58, 59 để độ được hết nhé. Vì nó có quai. Còn cái này thì bắt buộc phải đúng vừa vòng đầu. Cái này là vòng đầu 57, 58 nhé. 500.000, đó. 500.000 chiếc mũ này. 500.000 chiếc mũ 8 cạnh thủy quân lục chiến. Đây, chiếc mũ tai bèo ACU này thì nó vừa tiền hơn, nhưng mà nó cũng là hàng chuẩn Mỹ nhá. Nhưng nó là hàng ACU. ACU đấy, nó còn một tem ở đây cho mọi người nhá. Qua kia cũng vẫn còn đầy đủ nhá. Mũ ACU, tai bèo ACU. Mọi người có thể độ vén lên này được. Vén lên này được. Đó, không nắng thì mọi người cụp xuống. Ok chưa? Cái này vòng đầu của nó là 58, 59, 57, 58, 59 độ ok nhá. Cái này cũng sạch đẹp, còn một tem. Sạch đẹp còn một tem. Tem trắng này. ACU chuẩn Mỹ size 7 1/2 thì vòng đầu của nó là có thể 60 độ được. Nhưng mà đúng ra thì độ 57, 58, 59 thì độ nó vừa chứ độ chật quá thì nó cũng hơi bị kích đầu ấy. Nó hơi bị nóng. Chứ độ vừa thì nó đỡ bị nóng. Cái chiếc mũ này thì em bán cho mọi người giá là 400.000 nhá. 400.000 cả một cái pin luôn. Một cái pin cũng sạch đẹp không lỗi nhá. Đó. 400.000. Chứ không phải bèo ACU. Tiếp theo đây là một dặn. Đây, cho mọi người chiếc mũ dằn trước đi. Dằn xong rồi xa mẹ. Đây, chiếc mũ dằn này chuẩn Mỹ tai bèo dằn nhá. Chiếc mũ tai bèo dằn. Cái này size 7 1/4, nó là 58. 58, mình độ có thể 56, 57, 58 độ được nhá. 56, 57, 58 độ được. Cực đẹp luôn. Màu dằn. Màu dằn này thì nó bất cứ gọi là đẳng cấp. Đẹp chưa? Đó. Đây là chiếc mũ này là chuẩn cấp phát quân đội nhé. Đều là hàng chuẩn cấp phát quân đội Mỹ.
không phải hàng may nạ, đảm bảo cho mọi người như thế. Hàng may nạ em đền gấp 10 lần giá trị cái sản phẩm này. Ai bảo hàng may nạ em sẽ đền giá trị gấp 10 lần cái sản phẩm này luôn. Dây quai đầy đủ nhá, dây quai đầy đủ rất là đẹp, độ mới cao 95-97%. Chiếc mũ này là 700.000, 700.000 chiếc mũ tai bèo gần di này nhá, không lỗi, cực đẹp, đẹp xuất sắc luôn, không dơ bẩn, không nủng rách đó. Mọi người có thể vén ngược lên, dây ngược lên, đội ngược lên này, nếu mà đội chơi chơi như thế thì nó thoáng hơn đó, rất là hay. Rồi không, lúc nào nắng thì mọi người bỏ dây xuống đó. 700.000 chiếc mũ này nhá. Tiếp theo cho đây cho mọi người một chiếc mũ tai bèo sa mạc ba màu nhá. Cái này size 70/8 là vòng đầu 57 56 57 nhá, 56 57 đội ok, em 58 đội hơi bị căng này đó. Đây là vòng đầu 56 57 đội được 55 56 57. Đó, đây là chiếc mũ sa mạc tai bèo sa mạc, rất là mềm nhé, rất là mềm đẹp, rất đẹp nhé. Đó, không lỗi, sạch đẹp, không dơ bẩn, độ mới tầm 95%, size 70/8, giá 600.000. 600.000 chiếc tai bèo sa mạc đấy nhá. Đó, 600.000, vòng đầu 55 56 57, độ ok, 55 56 57 độ ok nhá. Vì nó có quai này mình có thể điều chỉnh chặt rộng tùy ý của mình nhá. 55 56 57 đó. Nên sẽ lên cho mọi người một chiếc mũ này đi, một chiếc mũ ACU rồi đi. Chiếc mũ ACU này vòng đầu 70/8, 70/8 thì vòng đầu chỉ 56 56 hoặc 57 57, độ này hơi kích một tí, 56 độ là thoải mái nhá. Cái này 57 57 56 57 56 57 nhá. Mũ lưỡi chai ACU, lưỡi ok, thẳng tắp luôn, lưỡi thẳng tắp, không gập không gãy, đẹp, sạch đẹp, mới, size 70/8, vòng đầu 56 57 56 57, giá em bán là 250.000. 250.000 chiếc mũ này nhá, 250.000, chuẩn cấp phát của đội Mỹ, đội dáng rất là đẹp, mặc dù em đội đang bị kích ấy, đội vừa rất là đẹp nhá. 250.000 chiếc mũ này, ok chưa? 250.000 nhá, một chiếc mũ dằn, một chiếc mũ dằn mùa hè nhá. Size 7 thì đúng 56 thôi, size 7 56 thôi nhá. Cái này size 7, vòng đầu 56, độ đẹp, size đúng size 7, sạch đẹp nhá, lưỡi thẳng tắp luôn, đảm bảo là không gãy lưỡi, không gập lưỡi, vòng đầu 56, độ mới tầm 98%, không lỗi lầm, không dơ bẩn, không đủ rách. Cái mũ này là 450.000, 450.000 chiếc mũ này nhá, 450.000 một chiếc mũ dằn mùa hè. Em có đủ số đấy mọi người, nếu mà cứ ấy thì cứ gọi cho em. Đều hàng đều mới tầm hơn 95% trở lên. Giá là 450.000 một chiếc nhé. 450.000 một chiếc mũ mùa hè này. Mũ dằn mùa hè nhé. Mũ multicam, mũ lưỡi chai multicam. Đó, đây là vòng đầu 7/4 đúng vòng đầu của em luôn đấy. Dáng cực kỳ xịn luôn, đẹp, đúng vòng đầu, độ rất là đẹp nhé. 57 rưỡi 58 57 rưỡi 58, độ ok. Mọi người muốn biết vòng đầu mình bao nhiêu, lấy cái thước dây quấn vòng quanh là biết bao nhiêu cm thì nó là đúng như vậy nhé. Còn ai mà đội qua rồi thì cứ đọc cái số đo ở trong cái mũ này là em sẽ biết mà, 7/4 7/3/4 hay là 7/1/2 hay là 7 nhé. Đó, 7/4 57 rưỡi 58, 450.000 nhé. Multicam chất vải caro, Multicam 450.000.
Em lên cho mọi người một chiếc mũ mùa đông hai mùa. Cái này này là mùa hè cũng đội được này, mùa đông cũng đội được. Cái này mũ này vòng đầu to này, cái này phải 59-60, 59, cái này 59 là đội vừa này. Em đội hơi bị trùng hai mùa nhá, chuẩn các phát của đội Mỹ. Mùa hè thì mình gấp nó lên, mùa đông mình bỏ cái này xuống. Cái này 7/1/2 đúng không? 7/2 là 59-60 rồi. Đấy, cái này số là cực chuẩn nên mọi người không phải lo. Số cực chuẩn. Mùa đông mọi người bỏ cái này xuống nhá. Đấy. Còn mùa hè thì mình có thể vẽ lên, nó là vải bút linh trơn ấy. Rất là đẹp. 450.000 một chiếc mùa đông. À quên, hai mùa. Cái này mùa nào cũng đội được. Đủ số cho mọi người nhá. Cái này là đang hiện tại đang size 58, à quên 59-60. 450.000 một chiếc, đảm bảo đẹp, sạch đẹp, không lỗi lầm. 450.000 một chiếc mũ này nhá. Đây nữa, em đây cho mọi người chiếc mũ cọp trắng này nữa. Cọp trắng, đây là mũ cọp trắng mọi người nhá. Đó, mũ cọp trắng. Cái này là vòng đầu 58, à 59 này. Đúng 59, 73/8. 73/8 là vòng đầu 59, em đội hơi rộng một chút. Nhưng mà nếu mà ai thích thoải mái đội cái này vẫn được. Cọp trắng chuẩn cấp phát của đội Mỹ, 280.000. 280.000, độ mới thì mọi người cứ đảm bảo cho mọi người độ mới cực cao. Đã qua sử dụng nhưng độ mới thì cực cao nhé. Đã qua sử dụng nhưng độ mới của nó gần như là chưa bị gọi là lỗi gì, chưa rơi bẩn. Đó, em đều lựa chọn hết chứ không phải là hàng kiện. Hàng kiện của nó thì rất là nhiều mũ bẩn, nhiều mũ lỗi nhé. Đảm bảo cho mọi người đây mũ không lỗi và sạch đẹp. 280.000. Rồi, đó em đã lên cho mọi người những chiếc mũ như vậy. Ai yêu thích sản phẩm nào thì gọi điện qua số điện thoại 0378 050 027. Rồi xin chào và hẹn mọi người video tiếp theo nhé.